Xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, ma túy đang từng bước len lỏi vào nhà trường, trong khi một bộ phận không nhỏ học sinh chưa hiểu về tác hại của ma túy và trở thành đối tượng bị các phần tử xấu dụ dỗ lôi kéo sử dụng ma túy. Chính vì thế, việc phòng chống ma túy trong học đường đang được các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện. Ghi nhận của phóng viên tại trường Trung học phổ thông số 1 Bát Sát. Buổi sinh hoạt ngoại khóa của các em học sinh lớp 10A7 trường Trung học phổ thông số 1 Bát Sát được bắt đầu bằng việc xem lại các video ghi lại các hành vi mua bán sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Thông qua những buổi sinh hoạt như thế này đã giúp các em học sinh hiểu thêm về tác hại cũng như cách phòng chống ma túy để tự bảo vệ bản thân mình trước các nguy cơ. Các thầy cô cũng rất là hay tuyên truyền về tác hại của ma túy và nó sẽ gây ra những ảnh hưởng và hậu quả như thế nào. Trong lớp học và trong khuôn viên nhà trường thì chúng cháu cũng hay tuyên truyền với nhau và hay bảo nhau về tác hại của ma túy. Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên việc tổ chức các buổi tuyên truyền đông người khó thực hiện, nên nhà trường đã lồng ghép những kiến thức về phòng chống ma túy trong các bài giảng phù hợp với đặc điểm của từng môn học để giúp học sinh có những hiểu biết đầy đủ về tác hại của ma túy và chủ động phòng tránh. Chúng mình là thường xuyên là tuyên truyền cho các em. Mục đích tuyên truyền của chúng mình đó là giúp cho các em là hiểu được cái tác hại của ma túy, đồng thời là các em biết cách phòng tránh cũng như là tuyên truyền cho những người thân, bạn bè trong gia đình và ngoài xã hội biết cách phòng tránh. Từ đầu năm nhà trường đã thành lập ban tuyên truyền giáo dục pháp luật đối với cả cán bộ giáo viên và học sinh. Chúng tôi lồng ghép trong những môn giáo dục công dân, môn sinh học để học sinh nắm được cái tác hại của ma túy. Và ngoài ra thì cũng cập nhật những cái tình hình ma túy của liên quan đến cả nước hoặc tỉnh Lào Cai nói riêng để học sinh nắm được để giáo dục học sinh phòng tránh. Khi các em học sinh được trang bị những kiến thức đầy đủ về ma túy sẽ giúp các em nâng cao thái độ cảnh giác, chủ động đề phòng với những loại ma túy trá hình đang xuất hiện phổ biến. Qua đó góp phần ngăn chặn tối đa được sự tấn công của các loại ma túy vào giới trẻ hiện nay.